Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 12. Chúng ta phải tin tưởng nhân quả, ngày ngày có tăng giảm dư thừa. Ở trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, nơi khởi tâm động niệm, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát. Một đời của con người, thậm chí cả một đời của hết thảy chúng sinh, đều không thể nào trái được định luật nhân quả. Nhân quả báo ứng, cái sự việc này chúng ta phải tường tận. Nó tùy theo tâm người mà biến chuyển. Tâm người thiện thiện, ác ác, mỗi ngày đều có tăng giảm dư thừa, cho nên nó không phải là thường số, không phải là vĩnh hằng mà không thay đổi. Nó là biến số, thường hay có thay đổi. Thông thường vận mạng của con người, tại vì sao bị người ta đoán mạng chuẩn đến như vậy? Bởi vì mỗi ngày phước độ tăng giảm thừa dư rất nhỏ, không lớn. Các ranh giới giữa thiện và ác có tăng có giảm của họ, phước độ không lớn. Cho nên họ đoán mạng tương đối chuẩn. Nếu như có đại thiện đại ác, chính là nâng lên cao, hạ xuống thấp. Vậy thì đoán không thể chuẩn được. Chúng ta làm một ví dụ. Trong mạng của bạn có tiền tài ức vạn. Nếu tâm bạn bất thiện, thì cái tiền tài của bạn bị trừ đi hết một phân nửa. Nếu tiếp tục tạo ác không dừng, thì lại từ nơi phân nửa đó bị giảm đi tiếp phân nửa nữa. Bởi ý niệm ác rất sâu, rất nặng. Nếu vẫn còn không biết hối cải, vẫn còn không biết quay đầu, thì có thể giảm đến mức ít nhất. Đến sau cùng thì thế nào? Đến phá sản thôi. Việc này chúng ta thường được hay nghe nói đến. Một xí nghiệp lớn nào đó có tiền của rất nhiều, bây giờ đã phá sản rồi. Tại vì sao họ không phất lên được vậy? Vì ý niệm ác chính là tăng giảm dư thừa ngay trong mạng của họ. Làm đại thiện, tạo đại ác đều là thừa dư ở phước độ lớn. Sau khi ta chân thật hiểu rõ cái đạo lý này rồi, thì chúng ta mới có thể đoạn ác tu thiện, có lợi ích lớn đối với chúng ta. Tại vì sao mà không làm? Thông thường, bình thường xem tướng đoán mạng. Các nhà tướng số không chịu xem tướng cho người xuất gia. Họ nói khi vừa xuất gia thì vận mạng biến đổi quá lớn, xem không chuẩn. Việc này họ nói cũng có đạo lý. Người xuất gia đoạn ác tu thiện, cải lỗi tự làm mới, đích thực là hoàn toàn thay đổi. Không chỉ riêng người xuất gia, đồng tu tại gia chân thật học Phật cũng đoán không chuẩn. Cho nên chúng ta phải tin tưởng nhân quả. A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.